Chào các bạn, cô tên là Thanh Mai, giáo viên trường Mầm non Sinh Ca, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Các bạn chúng ta đang ở trong thời kỳ dịch bệnh Covid diễn ra khá là phức tạp. Vì vậy, chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ chất, giữ gìn vệ sinh thân thể và nhớ rửa tay bằng xà phòng nhé. Để tăng cường sức khỏe chống lại dịch bệnh Covid này, chúng ta phải thường xuyên tập thể dục. Để tập thể dục đạt được hiệu quả cao, chúng ta phải nên chọn những động tác đơn giản phù hợp với lứa tuổi của mình. Ngoài ra, chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một đôi giày thật là vừa vặn với đôi bàn chân xinh xắn của mình nữa nhé. Cô biết trên thị trường có rất nhiều loại giày, có loại giày không dây, có loại giày có dây. Đối với những loại giày có dây, chúng ta phải buộc dây giày. Để buộc được dây giày được đẹp và chắc chắn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách buộc dây giày nhé. Trên bàn của cô có một đôi giày, một chiếc cô đã thắt nơ rất là đẹp. Các con nhìn thấy có xinh không? Bây giờ cô muốn được thắt xinh như vậy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con các bước thực hành thắt dây giày nha. Đầu tiên cô sẽ xác định đôi giày của mình sẽ có mũi giày, cổ giày, các hàng lỗ bên trái và hàng lỗ bên phải để chúng ta thâu dây giày. Và có một dây giày rời như thế này. Sau đó cô sẽ cầm một đầu của sợi dây, xỏ từ phía trên xuống ở lỗ đầu tiên phía bên tay phải và kéo xuống lỗ cuối cùng ở phía bên tay trái và xỏ từ dưới lên. Tiếp tục chúng ta sẽ cầm một đầu dây còn lại, sẽ xỏ từ phía trên xuống ở lỗ đầu tiên phía bên tay trái của cô. Khi xỏ, các con nhớ chỉnh lại dây để cho không bị xoắn nha. Tiếp tục chúng ta sẽ xỏ từ dưới lên ở lỗ thứ hai phía bên tay phải. Cứ thế, tất cả các lỗ ở bên trái chúng ta sẽ xỏ từ phía trên xuống và kéo dây ra thật thẳng. Và các lỗ ở bên phải chúng ta sẽ xỏ từ dưới lên. Và cứ thế, các bạn sẽ xỏ cho đến hết các lỗ của đôi giày. Các bạn nhớ, khi xỏ chúng ta phải chỉnh các sợi dây sao cho đẹp mắt và thẳng dây nha. Cô đã hoàn thành xong bước xỏ dây giày. Bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thắt nút dây giày. Chúng ta sẽ cầm sợi dây bên tay phải của cô, bắt chéo qua bên trái và sợi dây ở bên trái bắt qua bên phải, sao cho tạo thành hình chữ X. Sau đó chúng ta sẽ cầm ngón trỏ của tay phải, đẩy sợi dây trái vào bên trong và dùng lực của hai tay thắt cái dây lại để tạo thành nút thắt dây. Cô vừa đã tạo xong nút thắt dây. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo tới bước dây thòng lọng. Chúng ta sẽ giả sử dây thòng lọng của chúng ta sẽ là một cái cây. Ngón tay cái bên trái của cô sẽ là con thỏ và sợi dây bên phải của cô sẽ là con cáo. Con cáo sẽ chạy quanh cái cây và đẩy con thỏ vào cái hang. Như vậy cô đã thắt một chiếc nơ rất là xinh xắn này. Các bạn ơi, cô vừa hướng dẫn cho các bạn cách buộc dây giày rồi. Cô hy vọng các bạn ở nhà sẽ tự tin buộc dây giày để chúng ta tập thể dục, tăng cường sức khỏe để chống lại dịch bệnh Covid này nha. Cô hy vọng các bạn sẽ thành công. Chào các bạn!